Phải Nguyễn Anh Tuấn không ta? Răng hô, bụng ngấn mỡ, sao bây giờ nhìn phong độ, mặc đồ cũng lịch sự quá vậy? Ngoáy mũi, đúng là Nguyễn Anh Tuấn rồi. Nguyễn Anh Tuấn! Ôi má cụt đi ạ! Ê, nè! Tôi dạo này đẹp quá vậy? Buồn nè! Làm gì vậy? Thả tôi ra! Trời ơi! Đây là đâu vậy? Sao tối quá vậy? Cứu tôi với! Ai vậy? Nói, tại sao lại theo dõi Will? Đó là Nguyễn Anh Tuấn, bạn của tôi. Từ hồi thời tôi còn làm nail Chợ Bến Thành á, Nguyễn Anh Tuấn bán hàng đa cấp. Hai chúng tôi là đôi bạn thân. Động cơ của bà là gì? Cơ gì? Em không có động cơ gì hết á. Em không có nhu cầu được nổi tiếng, em cũng không có nhu cầu danh vọng gì hết. Em chỉ đi theo bạn của em thôi, là Nguyễn Anh Tuấn. Bớt xạo, bà là má cuồng trong truyền thuyết. Ai mà không biết bà mê Will. Má cuồng gì? Em không phải má cuồng gì hết á. Mê đâu mà mê. Ủa mà anh là ai vậy? Từ nãy giờ anh hỏi tôi mệt quá, anh là ai? Tôi là bảo vệ. Trời đất ơi, bảo vệ đấy cái quyền gì mà hỏi cung từ nãy giờ. Làm cho lời mệt muốn chết à. Thì tôi mặc đồ bảo vệ đàng hoàng mà, tại ba lố với ai? Về làm cái ghê. Đi ra đi, mệt quá. Will đâu mà Will? Nguyễn Anh Tuấn, đồ lừa đảo, dối trá. Hả? Né cái mặt em ra, né cái mặt em ra. Mặt em làm ăn nha chị. Đồ lừa dối. À. Gì vậy em? Chết rồi anh ơi, lộ cái là chết anh ơi. Lộ cái gì? Bây giờ em sợ lắm anh ơi, em sợ lắm luôn anh ơi, em sợ lắm luôn anh ơi. Chị quan trọng phải lặp lại 3 lần. Bây giờ tao muốn mày rút gọn lại còn 1 lần thôi. Bây giờ em phải cần anh giúp á, anh giúp em nha, anh giúp em nha. Chị quan trọng phải lặp lại 3 lần. Đừng có nhây nữa. Tôi còn chưa chửi cậu cái vụ hôm bữa cậu hẹn chụp hình nè, rồi cậu cancel, cậu hẹn book show luôn, rồi cậu bỏ. Ủa, cậu bị gì vậy Will? Em sợ bị lộ. Mà lộ cái gì? Nãy giờ mày lặp lại 5 lần rồi đó. Anh có nhớ con nhỏ má cuồng không? Cái con nhỏ mà fan em nó đăng lệnh truy nã khắp cái mạng xã hội đó. Thật ra nó là con Dương Diễm My. Nó là con nhỏ làm nail rẻ tiền ở Chợ Bến Thành. Cái lúc mà cái thời em còn làm sale anh, nó bạn em, nó lộ cái nó chết luôn đó. Ủa? Rồi sao? Rốt cuộc á hả? Cũng chỉ là một con nhỏ bạn em làm nail, cuồng em thôi mà. Nhưng mà vấn đề là nó biết cái vụ tụi mình giả Will ca sĩ nè. Nói một cái là lộ ha, đền tiền cho ông biết nha. Tất cả mấy cái lần trước á hả, ông nhớ hả? Đi diễn, đi chụp hình, đi event, đi họp fan, nó xuất hiện không đó. À, có phải con nhỏ mặc áo màu xám, chắc đó con má cuồng đó. Mày đứng ngay góc đó nha. Ừ. Ngay cửa exit á. Nó đó, nó chúng mày hết trơn. Chủ yên tâm đi, để anh giải quyết nó cho. Giải quyết làm sao? Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Radio 88.8 cùng với Will và Yumi. Và các bạn đừng quên gọi đến tổng đài của chương trình qua số điện thoại 0873 050788, cũng như truy cập vào fanpage Radio 88.8 qua địa chỉ facebook.com/radio88.8 và TV. Và mở đầu chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Khách mời truyền cảm hứng. Và ngày hôm nay, khách mời truyền cảm hứng của chúng ta đó chính là một stylist rất đẹp trai. Có thể nói đối với tôi, đây là anh chàng stylist đẹp trai nhất Sài Gòn. Anh ấy là một người đàn ông rất mạnh mẽ. Một tràng pháo tay dành cho stylist Lê Minh Ngọc. Xin chào stylist Lê Minh Ngọc. Xin chào Will và xin chào Yumi Dương. Chào tất cả các bạn đang xem chương trình radio. Được biết anh từng là cộng tác viên cho bài báo nè. Và chỉ trong vài năm thì anh đã trở thành một stylist cho nhiều ngôi sao hàng đầu. Mở được cửa hàng thời trang, rồi cửa hàng đồ ăn. Thì anh thấy là bước đường thăng tiến của anh như vậy là có nhanh không? Anh thấy là nó là một cái bước đường gọi là quá dài. Bởi vì tính ra đến thời điểm này là anh làm trong ngành này là 11 năm. 11 năm mới được vậy luôn. Là quá yếu, đúng không? Sao các bạn bây giờ chỉ cần Will chục năm nữa mới được cái gì? Mới 6 năm thôi bà ơi. Cũng hơn nữa rồi. Ngày xưa đa phần mọi người làm là báo giấy. Khoảng tầm 2-3 năm gần đây ấy, là cái thời điểm của báo mạng. Từ lúc đấy là mình bắt đầu mới chuyển sang cái ngành gọi là đi vào topic nhiều hơn, không thị phi hơn. Ngày xưa thì mình điềm đạm lắm. Ai bảo đấy? Ôi, anh nhìn em thì thẳng cứ tưởng là cười anh xin ngồi cạnh. Người ta nói yêu nhau lâu mặt giống nhau là đúng vậy rồi. Đó kết phu thê đó em ạ. Cảm ơn nha. Anh nghĩ là hiện tại style của ngôi sao nào đang ổn định nhất? À, tất cả các ngôi sao của anh chứ. Anh đùa vậy thôi chứ anh nghĩ rằng là nếu như mà nói về một cái phong cách vô cùng thời trang, sự đổi biến liên tục mà mình nghĩ đến như là một tắc kè hoa thì mình nghĩ ngay đến Hồ Ngọc Hà. Một cái phong cách khác mà Ngọc nghĩ rằng là ai ở đây chúng ta cũng đều rất là thích, thế là Thanh Hằng chẳng hạn. lợi thế của cơ thể, của chiều cao, của đôi chân dài thì là mặc trang phục rất là dễ rồi. Nhưng mà nói Thanh Hằng thì luôn luôn nói việc là cá tính, là các trang phục cô ấy luôn luôn thể hiện được cái điều đấy. Đa số ai cũng nói là stylist có gì đâu, chỉ là đi mượn đồ, đi lấy đồ xong rồi về phối qua phối lại chứ có phải là cái gì đâu ghê gớm. Chị anh thấy sao? Cái ngành nghề nào cũng thế. Ngọc nghĩ rằng là chị Hằng chân rất là dài mà cái quần này đảm bảo 100% là đẹp, nhưng mà chưa chắc cái quần này khi mà mặc lên người Thanh Hằng rồi thì đã đẹp. Rồi nó còn phụ thuộc vào những cái bối cảnh là đi event buổi sáng hay buổi chiều, hay đi chụp hình outdoor hay indoor. Họ không biết được rằng chụp thì ánh sáng như thế nào, cái lighting phải đặt như thế nào. Khi cái lighting mà như thế này thì sẽ phải mặc trang phục như thế nào. Giỏi ha. Thì cái đấy là mọi người chưa có nắm được hết. Học qua lighting. Anh cũng biết make up ở đây em ạ. Cũng không kém em đâu. Đâu bị bệt kìa. Không bệt đâu em ạ. Mặt anh bóng lót, bóng vịt. Ngày xưa hồi anh làm tạp chí đẹp, có một lần mình sẽ chụp một cái bộ hình thời trang nam. Khi mình chụp trên cái nóc nhà thì anh người mẫu Richting, mình nhớ hồi đây còn là tên là Richting, thì anh đang bước đi tạo dáng thì sụt một cái từ trên nóc nhà, may mà anh chống hai tay lại chứ không thì là anh cũng teo rồi. Nhưng mà là cái bộ đồ là nó rách tươm luôn. Trời ơi. Nhưng mà may quá là đồ mẫu nên là mình không phải đền gì cả. Khi đối diện với những scandal, chuyện qua con đường thị phi đó, thì dính vào cái scandal đó, anh xử lý như sao? Anh là một cái người gọi là điềm tĩnh. Thật sự điềm tĩnh. Kỳ quá mà người ta trả lời. Đương nhiên cái người nào kiểu đáng thương á, kiểu như là hiền lành á, thì cái người có ác độc kia mà có làm đúng chăng nữa thì người ta vẫn nghĩ là người ấy làm sao, có đúng không nào? Không như dạ dạ. Nên là anh nghĩ là không phải gì phải buồn cảm, hãy vui lên và hãy làm điều tốt hơn. Trời ơi. Vừa đàn ông mà vừa có ý thức cuộc sống, nhân hậu, vui tay, vô cùng nhân văn. Sau khi trò chuyện với stylist Lê Minh Ngọc xong, chúng ta sẽ đến với khán giả dành cho anh ấy. Xin chào bạn, bạn đang gọi đến tổng đài của chương trình Radio 88.8. Em chào anh Ngọc ạ. Chào em tên là gì? Dạ, em tên là Duy ạ. Biết đến anh như là một stylist mà có sở hữu nhiều anti-fan nhất. Vậy thì anh sẽ đối phó như thế nào với những cái bình luận ác ý hay là... Đơn giản lắm em ạ. Nếu như trên Facebook mình post một cái gì đấy lên mà ai vô chửi mình chẳng hạn, sẽ block người ta đi. Vậy thôi. Mình có quyền mình lựa chọn những cái người nào chơi với mình. Việc gì hơi đâu phải đi quá quan tâm đến những người anti-fan của mình. Thời gian đến nên dành cho những người fan thực sự của mình thì đúng hơn. Bây giờ có thể em comment trên Facebook của anh Ngọc á, anh Ngọc sẽ không để ý. Nhưng mà em mà chửi anh Ngọc một cái, anh Ngọc sẽ block em. Tức là anh Ngọc đã để ý đến em. Cảm ơn em rất là nhiều vì tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với stylist Lê Minh Ngọc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Radio 88.8 cùng với Will và Yumi, và khách mời đặc biệt ngày hôm nay đó chính là nữ ca sĩ diễn viên Minh Hằng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm quen với một vài câu hỏi trước đi. Hằng có một cái phát ngôn là chẳng bao giờ dính tới việc phim giả tình thật hết. Tại sao Hằng lại nghĩ là mình chưa bao giờ dính vào phim giả tình thật? Đóng tàn với mấy người đẹp trai không à? Thì tại vì chưa bao giờ dính. Đúng. Nhưng mà diễn viên khó quen lắm, không bền đâu. Đúng rồi, như vậy là sao quen được. Đừng nói gì chết à. Trong tất cả những diễn viên nam đã từng đóng chung với Minh Hằng thì hãy cho nhận xét thử về từng người xem, và lúc mà đóng á, cảnh hôn với những người đó thì cảnh hôn với ai là khó khăn nhất, mà cảnh hôn với ai là dễ nhất? Quay ngược thời gian một chút xíu, chắc mình phải nói một bộ phim rất là lâu rồi ha, là với anh Quỳnh Đông đúng không? Đúng, bộ phim nó tên tuổi luôn đó. Xong rồi tới Chí Thiện nè, xong rồi tới anh Huy Khánh, Lương Mạnh Hải, Quý Bình là gần nhất. Đúng rồi. Trời ơi, toàn là trai đẹp không à? Xong mình xài trai hao thế. Với Quỳnh Đông là người đàn ông rất là vui tính, nên là khi mà cái bộ phim nó nói về tuổi học trò thì tất cả những cái nụ hôn nó đều rất là ngô nghê, rất là đáng yêu. Với Chí Thiện thì hiền lành, Minh Hằng không thích người này hiền lắm. Huy Khánh, anh chàng này thì rất là ma lanh, rất là lém lĩnh, rất là quỷ quyệt. Mình chưa kịp chuẩn bị hôn thì anh ấy đã hôn mình trước rồi. Hầu như là không có trở ngại nào hết trong việc hôn. Hên á, ông Khánh ông không cố tình, ông hung hư hung lại thôi là may mắn lắm rồi. Tới Lưu Minh Hải. Lưu Minh Hải là chắc là người mà Minh Hằng hôn nhiều nhất, tại vì đóng nhiều phim nhất. Quý Bình cuối cùng là người hôn sâu nhất. Sâu nhất. Tại sao? Phim đó là quay lâu hay là nó cần phải có chiều sâu trong? Tại vì cái phim đó là nó cần có chiều sâu cho nụ hôn, và nó có nhiều hơn là những nụ hôn nữa. Nhìn qua lại này là nụ hôn nào đó bây giờ mình nhớ nhất? Chắc là gần nhất. Cái gì nó qua để cho qua luôn đi. Xài xong đàn ông thì dục vứt đấy, qua luôn. Người ta thường nói là dắt chanh xong phải bỏ giỏ, không ai ăn luôn cái giỏ cả. Ôi, có tiềm năng nhát ở đó. Thiệt luôn. Sắp qua tuổi ấy rồi nhưng mà vẫn cô đơn. Will xin không nói tuổi ở đây vì rất là nhạy cảm. Minh Hằng có thấy mình quá khắt khe trong tình yêu hay không? Và mối tình lâu nhất tính đến giờ là bao lâu? Minh Hằng không có quan điểm là mối tình lâu nhất, mà mối tình đậm nhất. Mối tình sâu đậm nhất là 1 năm. Còn mối tình lâu nhất là 5 năm. À, mối tình lâu nhất 5 năm, mối tình đậm nhất là 1 năm. Ngoài công việc ra thì sở thích thường ngày của Minh Hằng nếu mà không đi làm thì làm gì? Đi du lịch. Ăn có phải là một sở thích không? Có chứ, du lịch phải ăn chứ. Nhưng mà ăn nhiều có hay bị tăng cân không? Không, cái cân nặng an toàn nhất của Hằng là nằm vào khoảng bao nhiêu? 49-50. 49-50 kg. Nhưng mà Hằng cao mà. Hằng là cao 1m65. 1m65, Yumi cao mấy? 59. Được chưa? Yumi thon, đẹp. Yumi cao mét mấy? 71. Đàn ông mà 1m71 nghĩa là dạng lùn rồi đó, biết không? Tôi đã hỏi chiều cao okay, MC dẫn chung mà vậy đó, vậy thấy không? Thôi bây giờ mình chơi trò chơi đi ha. Có một đoạn nhạc bật lên, Will và Yumi và Minh Hằng nhảy theo nhạc. Nhưng mà mình sẽ có những cái thách thức. Ví dụ như là kêu là nhảy lau nhà, thì mình phải nhảy làm sao để mình ra cái động tác mình đang lau nhà. Biết ngay mà, không có chuyện gì mà dễ dàng hay nhảy không thì đâu phải là chương trình đâu. Will với Hằng biết làm sao là Yumi sẽ chọn trò chơi này không, liên quan tới bài hát. Là Danh sẽ có một chiến dịch, đó là Danh Son 2016 với ca khúc chủ đề mang tên Thổi Bừng Cảm Hứng. Bạn ơi hãy lắng nghe, hey, cuộc sống chẳng có đôi khi, hãy yêu thương và chân thành, và điều đó sẽ mang ta gần nhau. Cho đi chẳng nghĩ suy, mang thêm niềm tin đến mọi nơi, thấy cuộc sống thật bất ngờ. Vì tôi biết chúng ta feel the vibe, you gotta have soul, you gotta have faith. Let's share the vibe. Mục tiêu của Dân Sao 2016 đó chính là truyền năng lượng tích cực và truyền cảm hứng đến tất cả mọi người. Ngoài giọng hát chính đó chính là nam ca sĩ Trúc Nhân ra, thì trong MV cũng sẽ có sự góp mặt của tất cả các DJ của Dân TV cho thêm phần đông vui và xâm tụ. Và đặc biệt là MV này sẽ ra mắt trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tham gia trò chơi. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys chase and all the right jump. And she says boys like a little more booty to hold tonight. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. Và bây giờ là khán giả đầu tiên dành cho Minh Hằng. Alo, xin chào em đang gọi đến tổng đài của chương trình Radio 88.8 cùng với Will và Yumi, và khách mời đặc biệt ngày hôm nay đó chính là nữ ca sĩ diễn viên Minh Hằng. Em là Bảo Hân, em ở Đà Nẵng. Em muốn thử thách chị Minh Hằng là chị Minh Hằng hãy ngậm một cái bút hát bài Anh Từ Đâu. Trời ơi. À, ý là em bắt chị Hằng ngậm hết cái bút vô họng phải không em? Ngậm ngang. Ê, cái bút này sạch không, em lấy đâu ra vậy? Bút sạch lắm, chương trình đưa em. 2, 1, ngậm. Cho em biết anh từ đâu, sao dương như biết từ đâu. Không có hát được. Rồi đừng ai nhìn Hằng hết nè. Đó, bây giờ Hằng tự nhìn máy quay, tự làm luôn, không ai nhìn hết á. Cho em biết anh từ đâu, sao dường như từ đâu. Vì ngắn lưỡi. Ủa, cái là gì? Sao vậy? Sao dường như. Em ơi khó quá, mình đổi khác rồi không biết nữa. Muốn gửi tặng mọi người bài Anh Ở Đâu. Anh ở đâu nằm trong album về em đã biết. Ok rồi, vậy anh cảm ơn em rất nhiều nha. Bye bye em. Bye bye em nha. Anh ở đâu khi mà em cần anh nhớ, anh ở đâu khi mà em chờ mong nhớ, em cứ chạy theo về phía chân trời. Anh ở đâu khi còn bao điều chưa nói, anh ở đâu khi mình em và đêm tối, em cứ vô tư chạy mãi theo. Rồi chợt nhận ra em say trên môi chén đắng thương cho trái tim em đau vì anh, vì cứ ngỡ như ta dành cho nhau, vì cứ ngỡ không bao giờ thương đâu, nên em chọn lòng yêu hết con tim mình không suy nghĩ. bạn đang theo dõi hướng dẫn làm món chè xoài. Cho em xin miếng nhặt đi. Nước ở đây chưa chảy, thức đi chảy chưa. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với chương trình Radio 88.8. Ngày hôm nay em sẽ chuyển nghề từ ca sĩ diễn viên qua làm salad. Các nguyên liệu chúng ta cần có là đường, bột ớt, muối tôm, còn đây là xoài. Bây giờ chúng ta bắt đầu chế biến món salad. Em nghĩ 3 muỗng. Với lại mình cũng có đường nữa chứ không sao đâu. Bạn đang theo dõi hướng dẫn làm món chè xoài. Cho em xin miếng ngập đi. Nước ở đây chưa chảy, nước đi chảy chưa. Chạy luôn đi con, chạy luôn đi. 5, 4, 3, 2, 1. Mấy nút nước miếng chảy đầy miệng của Will luôn rồi đó. Chú con chó nhà chị không? Trời ơi. Tại vì mỗi lần mà chị đưa cái gì trước mặt con Santa nhà chị nhìn theo cũng được được. Màu hơi giống giống. Ngon mỏi. Cũng được hả? Cũng nổi ngon luôn. Được được. Xin cảm ơn Minh Hằng vì đã cho chương trình một món xào láng rất ngon. Và đặc biệt là cái anh quay phim ngoài đang đứt chảy nước miếng. Nước miếng tung quá. Tung thiệt kìa. Và sau đây, sau khi ăn món xoài lắc của Minh Hằng thì bây giờ chúng ta đền ơn Minh Hằng bằng cách dẫn Minh Hằng đến một căn phòng khác được gọi là căn phòng tuyệt mật. Chào mừng các bạn đã đến với căn phòng tuyệt mật của Radio 88.8 cùng với Minh Hằng. Trước khi bắt đầu, Will sẽ phát cho Minh Hằng một cây viết. Hả? Không dám cầm đâu. Đây nè, cây viết thiệt. Trả lời xong mỗi câu hỏi là sẽ bấm click để đánh dấu nha. Phản ứng thế nào khi bị chê ngoại hình không quá đẹp, chỉ được mỗi gương mặt? Đẹp mặt là được rồi. Bấm nút một cái. Bấm nút một cái. Thôi không bấm ở đâu, không bấm ở đâu. Câu hỏi tiếp theo. Thích bộ phận nào trên cơ thể của mình nhất? Mũi. Chịu lắm Yumi ơi, Yumi ơi ạ. Thích diễn cảnh đánh nhau với ai nhất trong showbiz? Yumi ơi, Yumi. Nếu đạt giải Oscar mà đổi lại phải lấy chồng. Không chơi cái này đâu, cái này chơi kỳ quá hả? Đây là một cái viết khi bấm vào nó sẽ phát ra một cái điện tích rất là nhỏ. Nên là đừng... Không có tôi nha. Sau khi chúng ta đã trải qua căn phòng tuyệt mật xong rồi, sẽ đến với chuyên mục cuối cùng của chương trình, đó chính là Movie Parody. Kỳ này sẽ là bộ phim hoạt hình Shrek, Chàng Tinh. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thể hiện lại một cái hoạt cảnh. Cái hoạt cảnh này á là nó nói về cái bối cảnh khi mà Chàng Tinh và công chúa Fiona đã lấy nhau rồi vào trong rừng ở. Thì cái tình yêu của họ có còn đẹp được nữa không khi phải đối diện với một cái thực tế là ở trong rừng là phải ăn lông ở lỗ. Rồi cái ông Chàng Tinh này không có còn án mạng, không có còn như lúc mới yêu nữa. Thì cái hiện thực của tình yêu nó sẽ như thế nào? Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi. Rất nhiều năm sau, khi đám cưới của Fiona và Chàng Tinh Shrek diễn ra, hai người vẫn chung sống bên nhau trong căn nhà nhỏ giữa khu rừng của Shrek. Tuy nhiên, đời không như là mơ, hôn nhân cũng không như là thơ. Công chúa Fiona xinh đẹp còn có giữ được bản chất cao quý và thanh lịch sau đám cưới hay không? Khi đã quen với cách sống rừng rú kiểu Chàng Tinh, liệu cái cách sống bên nhau hạnh phúc suốt đời mãi mãi về sau của một câu chuyện cổ tích có linh nghiệm với cặp đôi này? Hay cũng như là lời cư dân mạng vẫn nói, để coi được bao lâu? Chàng ơi, lâu lắm rồi mình mới đi dạ tiệc. Ăn để thọt về cho ai dám ngồi đi event nữa. Nếu như mà không nhờ lấy công chúa Fiona thì làm sao chàng có dịp mặc lên bộ đồ một người sang trọng như thế này? Phóng viên tới kìa, chào chào chào. Đồ ăn kìa, vô. Từ từ. Ăn đi để về khỏi ăn cơm. Trời ơi, ngon quá. Spaghetti, pizza, oh, beef, oh. Dạ thưa công chúa dùng gì? Cho ta 3 shot tequila, 2 két bia, 2 khăn giết sữa. Ở đây chỉ phục vụ rượu và cocktail công chúa, không có thông cảm nha. Còn biết gọi tôi là công chúa sao? Đòi hỏi con nhiêu đó cũng không có nữa. Vậy công chúa muốn gì? Ở đây, để Nguyễn Khai xuống đây luôn đi. Lui, hầu, yêu cầu có nhiều đó không đáp ứng được. Từ từ thôi em ơi, công chúa Fiona ơi. Cái gì vậy? Hình tượng của ta là một chàng trai gentleman lịch lãm đi nè, không hợp đâu, đừng nghĩ đi. Và sau đây, xin khách hãy dừng ăn để đón chào sự xuất hiện của công chúa nước láng giềng. Xin hãy dành cho nhan sắc lộng lẫy của công chúa một tràng pháo tay an ủi. Celeb xuất hiện kìa. Celeb xuất hiện kìa. Nhậu ra. Lên đó. Anh camera ơi, anh quay em nè. Lấy luôn cả tóc tai này nọ, chân cẳng lấy hết nha anh. Người luôn có một khúc mà lấy cái chân gì mà lấy. Ê, làm gì nhìn đắm đuối vậy? Đừng có nhìn nữa. Làm cái gì nhìn hoài vậy? Người ta cũng là con người, tại sao ông nhìn người ta đắm đuối mà nhìn tôi thì tôi đắm vô mặt vậy? Từ từ. Thân thiện. Hi. Bớt kệ, bớt nghe nha. Đoan Trang nhất. Xin chào, có phải là công chúa Fiona nổi tiếng và chàng Shrek đã cứu công chúa trong truyền thuyết không? Nó Shrek, ok. Nghe danh chàng Tinh lai heo đã lâu, hôm nay nó cái gì tự kiến? Làm cái gì nhìn hoài vậy? Dạ. Làm cái gì? Chứ mỗi tiền mình cũng nhìn người ta như vậy. Tôi cũng mặc đầm mà sao không nhìn đi? Dạ đi. Hai chế bớt nhoi đi. Event này là của em là Verdes mà. Đừng có tranh post like được không? Còn Shrek thích em đúng không? No, nó Shrek, ok, Shrek, ok. If you love me, xếp hàng đi. Này chế, thành ra giờ em không có nhìn chế, em nhìn cái đầm của chế. Nó đẹp nè, màu tinh tế, phối màu quá sang luôn. Chưa thấy chương trình nào mà kiếm được cái váy quá sang như vậy mà đẹp như vậy được. Tôi nói cho biết, người ta thích cái váy tối ngày ghen à. Ở nhà chơi bún thu như vậy nha mà không biết à. Đi qua hỏi là vậy đây. Chị mua váy đâu chỉ em chị ơi? Chợ Bến Thành hả chị? Đúng rồi, em kéo bên Chợ Bến Thành tiệm lá xíu tới bên đó. Sau khi xong hoàn tất chuyên mục Movie Parody, chúng ta đến với khán giả cuối cùng dành cho Minh Hằng. Chào em đang kết nối với chương trình Radio 88.8. Chị là Yumi, anh Will và khách mời ngày hôm nay là Minh Hằng. Em tên là Thái Văn Phong. Khi mà chị nhận lời đóng phim Bao Giờ Có Yêu Nhau á, em có biết là lúc đầu là chị từ chối cái phim đó, chị không có nhận cái động lực nào mà làm cho chị thay đổi cái suy nghĩ đó. Kịch bản lần đầu tiên chị nhận được á thì nó không giống như là kịch bản cuối cùng, thì chị thấy câu chuyện này nó không đủ hấp dẫn và nó không đủ mãnh liệt để mà mình có thể tham gia. Kinh nhận kịch bản thứ hai thì chị đang ở Hàn Quốc, khi mà trở về nước á thì chị mới đọc cái kịch bản đó lần thứ hai. Wow, nó khác với những gì mà mình đã từng được đọc và từng được nghe, thì mình cảm thấy đây rất là hứng thú. Lúc đó chị nhớ là hầu như là đã còn có 10 ngày nữa rồi bấm máy. 90% là chị đã không còn là lựa chọn duy nhất rồi, nên là chị đã dùng hết sự quyết tâm của mình xin casting. Và cuối cùng là trong vòng 20 phút là đạo diễn gọi điện thoại chị nói là chắc chắn là em phải đi cùng anh với là bộ phim này. Thế là mình đã có bộ phim Bao Giờ Có Yêu Nhau trong tay. Còn bây giờ thì chắc là có lẽ là chương trình sẽ chọn một bài hát để tặng cho các bạn thay cho em nha. Chắc là Minh Hằng sẽ lựa chọn ca khúc Anh Từ Đâu trong bộ phim Bao Giờ Có Yêu Nhau, đó là ca khúc chủ đề cho phim Anh Từ Đâu, Minh Hằng. Ngày anh đến đây đánh thức tình yêu trong em ngủ yên, và từ hôm ấy em không biết yêu, biết thương, chỉ muốn quấn quýt chẳng rời một phút giây. Từ giọt sương ôm ấp lá non sớm mai mầm xanh, yêu thương lớn nhanh từng nhịp tim em thổn thức nhớ mong. Biết bao lần em đã hỏi mình thật ngô nghê, cho em biết anh từ đâu, sao dường như yêu từ lâu, một cảm giác ấm áp thật là thật quen. Cho em biết anh từ đâu, ta của nhau từ kiếp nào mà tổn thương tim em nhịp đau yêu thương. Anh vẫn ấy, tim nơi ấy, trái tim ấy, ôi vòng tay đã sưởi ấm cho em những giấc ngủ ngon. Em đã yêu, ta đã yêu, em đã say, ta đã say, một tiềm thức kết nối anh và em, mình yêu nhau từ bao giờ. Bây giờ chúng ta đã kết thúc chương trình Radio 88.8 dành cho Minh Hằng ngày hôm nay, và cũng xin cảm ơn Minh Hằng rất là nhiều, và hy vọng là sắp tới là những dự án điện ảnh cũng như âm nhạc là sẽ được nhiều người ủng hộ hơn. Xin cảm ơn chương trình rất là nhiều. Mong là tất cả quý vị khán giả khi mà xem cái chương trình này thì sẽ có những giờ phút thư giãn thoải mái, sẽ luôn ủng hộ Minh Hằng cho những dự án sắp tới. Và các bạn khán giả đừng quên share the vibe cùng với Gian và gọi điện thoại về với tổng đài 0873 050788, cũng như truy cập vào fanpage của Radio 88.8 qua địa chỉ facebook.com/radio888 Gian TV. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Không thua kịch bản gì hết. Chưa thua. Thấy em nói học kịch bản trước rồi mà. Mời. Happy birthday. Happy birthday to you. Trời ơi, bạn kia diễn sâu quá. Mình á, ủa. Tự bị la thiệt phải không?